bạn luôn là những bóng bầu chủ động chiến chỉ thị group nâng chiến tìm trái bạn hai nước nông cạp sai ở bóng cam vị thế bình lưu tiền tiền chi bản to thời tiền này bạn luôn là những bóng bầu chủ động chiến nâng bàn tam nát đập nơi process ở bóng lô cùng quấm nước nông vị thế bóng rụm lực khúc rót pro há ngày tìm pram tìm pram mùi khai các đá chân nam mùi quan pram bối cây sắp pram pì đại chi vẽ bàn chọn bạn hai nước nông cạp sai chi bản to luôn là những bóng bầu chủ động chiến nâng bàn tam nát đập nơi nhiệt tì chụp chụp mùi nước cấm bực xa khum sân cạn ở đây chi thiên đi khát cống đại chi ca ở đây chăm chú đòi lô rung biển nà bạn hãy nơi trong một chốc nơi cặp sai ở bộ cam vị thi bình lưu bình tiến bạn luôn ở ní bộ ôn chủ động chiết nông bàn tham nà đáp nơi rừng khay đất đầy âm pì áp vật cần lại ná riết tập nét cần lại nụ bạn đối chiếu nét số luôn ở ní bộ ôn chủ động chiết tam nà đáp nơi cặp sai ở bộ cam vị thi bình lưu bình tiến đại miến chiết bản tỏ nơi tiệt đối tỏ tẩy lương nét cùng đáp cam vị thi bình lưu bình tiến đại cả nắp sông răng xí, bơ cáp sai tránh, bì rít trên thiên địch nôm bình. Luôn ở ní nông bọc ôn chủ động chiết chi tiết gồm nâng chi tiết mặt trái, số mình chơi luôn ở ní nông bọc ôn chủ động chiết tam án sản nơi prasa ở bờ lô cồn quắm, anh úp thiên cả nắp sông răng xí nơi nông vị thị bòn rụm lực khu bờ bờ há nơi campuchia, ngay tì pram mối khai các đá chân nam mươi pòm pram bù rồi cài sập pram pí, đại chi viện bên chóp đại minh khlâm xa, đốt to tử. Anh biết ca bọc nào, ca bọc nào đi. Vì ôn ta mà bỏ hôn ta là hôn đấy. Bà. Bà. Cứ cái nạc cam ca chia riêng trong các bác nào đó. Nơi crom ác chí bôi rồi bọc cái nạc bác chí chôn khả lý nơi crom lộp. Đại miên hôm nay cũng phất này. Bà. Tôi khá này. Mình nghe đi. Cứ thà. Không đồng phất. Các bác nào đó. Chỉ riêng tập ác nha. Thà cái bà lùi kia sân khăn. Lùi. Ô lôi nó lôi ta lại tích lôi này ấy ông ca bần rồi nạ xe đâu tích lôi ông ca bần khu cầm nào cái nạ tạ tờ hay che che chân tờ nghe cái hai tập phà lôi là đường xây tiền lôi trái nè còn tay nhông mình ai đi gọi nó về đi tiền nhông chồng gì đặt bọc nào đấy nơi buôn chúng nơi đại dương ra giờ chân tạ lôi lục lục mua thoáng na để cái sơ sơ đăng thần nâng ngày ha phải chia tập tay sơ lanh tâm năng tin nát cái lúc chào họ lúc ập trong mùa ơi tại trong mùa có bị ba trong mùa rùi hai có cái lúc cháy anh ấy lấy rồi cầm bạc sa rồi cầm bạc sa khúc nặng cầm bạc sa viết chữ thiên đi khai cầm bạc sa cầm sọc khăn cầm bạc sa không sọc gắt chặt vì ngày đi tới mơ chui mơ phải chia bỏ ra để trong trong mùa hay chui chẳng tương quan ở tan tới chậm mục ở tan cực cực nhiều nên người thở ở đường bắc nào tới chia lưu mới đại hay dân tây tại thành nít chia mà tây này cách phòng kia ta đi đây ở đây lấy lúc lẹ lẹ bạn ấy tập phẩm bay tây cái ca như lai bắc nào to là mẹ san trom trom rồi mua ở hơn tây luôn mình đây ở tan bắc nào lẹ hay cái gì lẹ lui luôn nhà em mang tới bắc cái mới mua cái tập tập nhà kia nó cùng pin cùng luôn ấy tới ở con ở kia tới những cái luôn à bịch này dương mình nơi mình nơi cái tai đây dương thất thâm vừa giang mạch ở con là bịch rồi con nạp tạm khăn năm nay con là bịch cái nạp trăm ca chiến đi trong cả ban sao tại bẩm ra cái nạp tạm khăn năm nay nâng tập bay to xung quanh hà này vừa ở cầm nai cao bằng nào đấy Việt Nam là sai lại hay cái địa bàn hay không chưa ai chọn cái tha ở lục thiên sa mạc gì ăn ai nào thôi một bát nào bên đây anh đang sầm lấp giờ nó đã khai thọ lực tha tụm tiêu mua sầm mua ăn ai thôi một bát nào bên đây ngâm chụp năng mau pi ti cầm manil hay manil này manila philippines cao pi năm ประมาณปีฟอนฟรามเกเอาตลาดาเกกัดตุ้มลุกเทียนสามสีลุกเทียนสามสีในใจในกิจอาโจรมาบานเองคนไทยเยอะปีฟอนแบบไปลุกเทียนสามสีในใจบอกปักนับให้การปักนับการสำเร็จที่นี่ดูที่ไหนไอ้เรื่องนี้เกกัดตุ้มให้เกเอาลุกเทียนในทางใจกิจอาโจรอัตตาเต้ខ្ញុំជឿជាក់សន្យាថា
លោកប្រធានមិនក្រាន់តែមិនបានចូលទេនឹងចូលវិញក៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកជំទាវមូលសហួរចូលហើយអត់ខ្លាចតុលាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលនេះទេដូច្នេះលោកប្រធាននឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយខ្ញុំនិយាយចំណុចមួយទៀតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសគឺថាអំពីសិទ្ធិមនុស្សសូរិយាសុបូឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវិតមកចង់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពីតុលាការនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សព្រោះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីកុងក្រីថាបញ្ចប់កុំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនទៀតប៉ាឡូវវានៅតែមានជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែជាជនភៀសខ្លួនដែលនៅ លើទឹកដីមានទំហំរបស់ខ្លួនត្រូវគេបង្ខំត្រូវគេបណ្ដេញឲ្យចាកចេញពីភូមិឋានពីដីធ្លីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់យើងអាចសង្កេតជាដាច់ខាតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពីក្រោយផែនការរបស់បរទេសទៀតដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់ឲ្យបរទេសគេធ្វើច្បាប់ដាក់ថាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិ ឲ្យជួនបរទេសទៀតដូច្នេះគេច្បាស់ជាបន្តបណ្ដឹងខ្មែរហើយបណ្ដោយយួនឲ្យមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែតស៊ូជាមួយគ្នាត្រូវតែយល់បញ្ហានឹងច្បាស់ជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចដែលវាជាក់តែងដែលវាមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអីទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់ប៉ាន់ស្មានវាស់វែងថាគេធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែ ចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកយើងប្រឹងប្រែងហើយប្រកាសជានឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលខាងមុខជាមិនខានដូច្នេះជាទីបញ្ចប់សូមឲ្យប្រកាសជួនយើងប្រឹងប្រែងហើយប្រឹងប្រែងចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2012 គឺថាអត់មានអីទេគឺថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងបេក្ខជនយើងសមាជិកយើង ຕ້ອງປາຍខ្ញុំມັນຊື່ថាມັນຊ្នះຄະນະບະດໍໃຕ້ໄດ້ໂຕໂຕດໍໃຕ້ຈະພິເສດພິເສດខ្ញុំនៅតែមានຈំនួនថាដោយសារតែយើងមានឧត្តមគតិមានគោលចំហមានសកម្មភាពបំរើមានទភូមិបំរើប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងជាក់តែនេះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2012 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងនឹងកើនឡើងជាពិតប្រាកដ បើក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសមាជិកឃុំសង្កាត់កើនហើយមិនខ្វល់នឹងរឿងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបាននេះថានៅសល់តែពីគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅគណៈបកសមាជិកបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះសូមពីរដ្ឋបាលនេះប្រគេនពរស្វាយព្រះសង្ឃគុណព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជូនពរ ណាត់ដំណំគណៈបកសំទីសូមជូនពរបបអូនដែលជើងចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអស់សូមមានឆន្ទៈមោះមុតថាមានតែគណៈបកសំរងទីដែលស្មោះត្រង់និងមានគូដែលស្មោះត្រង់និងជាតិតៃដែលស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌ហើយប្រកាសថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយល់ច្បាស់ហើយ ដំណើរទីជំនះឲ្យគណៈបកសំទីនៅពេលខាងមុខសូមអរគុណលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីពន្លឺភ្លើងទៀនដែលគណៈបកសំរងស៊ីធ្វើការផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ